Đây là cái sọ cầu visa các đăng nhé. Các bạn mua về chế gì thì chế này. Đây là sọ cầu này, hai cái trục lắp cắm hai bên này. Các bạn nào chế trục các đăng hay là cầu dẫn động gì thì chế nhé. Về rất là nhiều cái loại này, chuyên cho các bạn nào chế xe các kiểu, dẫn động cầu mềm các thứ thì có thể dùng loại này được. Cầu trước cầu sau đều có thể dùng cái loại này để làm dẫn động cầu mềm. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem nhiều sản phẩm khác hơn nhé. Cái trục này thì cứ dùng cái trục 6 răng là cắm vừa đấy. Đây có mình có cái trục 6 răng đây, mình cắm mô phỏng cho các bạn xem nhé. Có thể trùng trục 6 răng này hoặc là không. Đây là cái trục 6 răng bình thường đấy. Các bạn cứ cắm ở đây là chế. Cái loại này đấy. Các bạn sử dụng cái trục 6 răng như này cũng được này. Nắp hai bên này. Có đây xuống chuông. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nhé. Đây,